Thưa quý vị, năm 1949, trước diễn biến mới của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định tổ chức lại các lực lượng quân sự Việt Nam sang chiến đấu giúp Lào, gọi là quân tình nguyện. Thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng chục vạn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sang giúp bạn Lào. Những năm tháng tham gia chiến đấu và làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào đã để lại cho những người lính cụ Hồ nhiều ký ức khó phai. Từ năm 1969, đáp trả các hoạt động quân sự của Mỹ đưa chiến tranh đặc biệt ở Lào lên một bước mới, Bộ đội Tình nguyện Việt Nam cùng với lực lượng Pathet Lào tổ chức chiến dịch Cánh Đồng Chung 1970-1972, Đường 9, Nam Lào 1971, Giải phóng Atapu, Cao nguyên Bulusen, Salavan. Các chiến dịch này đã tạo ra những bước nhảy vọt cho chiến tranh cách mạng Lào, đồng thời hỗ trợ đắc lực, tạo thời cơ thuận lợi cho các bước chuyển biến của chiến tranh cách mạng ở Việt Nam. Chúng tôi đã có mặt ở tại Khăm Muộn này. Và trú quân là dốc với tỉnh Savanakhet. Sư đoàn 2 là chia ra thành hai cánh quân theo đề nghị của bạn, là đi giải phóng cái huyện Pha Lan, huyện Đồng Hến của tỉnh Savanakhet. Một đơn vị là hành quân 350 cây số vào cao nguyên Boloven, giải phóng quận Địa Bắc Sòn của tỉnh Champasak. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những năm tháng cùng chung chiến hào cũng như tình cảm quân dân một lòng vẫn luôn để lại trong ký ức của những người lính cụ Hồ làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào nhiều kỷ niệm không phai. Tình cảm Việt Lào thì vô cùng là tuyệt vời. Họ là đối với mình là nó kháng khít lắm. Tức là ngay như hồi xưa trong chiến đấu thì gắn bó gần gũi rồi, hột muối cán lôi mà, cộng rau bẻ lửa đó, tình cảm gắn bó, cùng nhau chiến đấu đó. Họ gắn bó, họ nghĩ này, họ nói như thế này này, không có các anh thì không có chúng tôi ngày nay. Chặng đường nhiều năm trực tiếp tham gia chiến đấu, giúp nước bạn Lào ổn định và phát triển đã làm tỏa sáng thêm hình ảnh bộ đội cụ Hồ với tinh thần quốc tế cao cả, vô tư, trong sáng, qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai nước Việt-Lào trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Kế thừa những giá trị thiêng liêng được dựng xây qua bao thế hệ, Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm nay luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.